Thật là khó có thể tin được những nhà sản xuất game chỉ lấy từ những ý tưởng thôi mà tạo ra những trò chơi thật hoành tráng, đồ họa cao, kỹ thuật đẹp như thế. Và điều đó làm cho Hai và Tết chỉ mới xem qua những trailer thôi mà đã muốn mua ngay những game đó về chơi ngay lập tức đấy. Và bây giờ thì Hai sẽ chỉ cho Tết biết thêm một điều khó tin nữa tại một hội chợ công nghệ ở Việt Nam. Là sao? Sao Tết không biết vậy ta? Ôi chào ơi, đó chính là một thế giới thật với những con người thật chứ không phải là thế giới ảo như game mà Tết vừa mới giới thiệu đâu nha. Thế giới phẳng mà chỉ có tên cho mọi người, mà niềm vui đến cho mọi nhà, và tên chương trình đó là thế giới phẳng. Không phân biệt đâu là nông thôn, không phân biệt đâu là thành thị, đối với tôi là thế giới phẳng. Không có ranh giới nào giữa các lĩnh vực, không có sự phân chia khi có công nghệ thông tin. Kính thưa quý vị và các bạn, có một thực tế nên công nhận, đó là các gian hàng thu hút khách tham quan không phải chỉ bởi vì họ mang đến đây những sản phẩm nổi bật và mới lạ về công nghệ, mà ngoài ra họ còn có một đội ngũ VJ khá bắt mắt, một nhân tố không thể thiếu trong các hội chợ triển lãm. Đặc biệt là đối với những thương hiệu lớn, hình ảnh, màu sắc của sản phẩm dường như đã quen với người tiêu dùng, thì nay nó được cách điệu đưa vào thời trang của những VJ giới thiệu sản phẩm, làm cho ấn tượng hơn, mới hơn, làm nổi bật những ưu điểm của sản phẩm mà nhà sản xuất muốn thể hiện. Làm VJ đã khó thì làm VJ công nghệ càng khó hơn, bởi vì các cô VJ của chúng ta ngoài việc phải ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp, nói chuyện dễ thương với khách thì các bạn ấy còn phải tìm hiểu khá nhiều về lĩnh vực mà mình phải giới thiệu nữa. Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn một bạn VJ rất xinh ở đây. Bạn có thể cho mọi người biết là bạn đã tham gia hội chợ này bao nhiêu lần rồi và hiện tại bạn đang làm cho gian hàng nào không? Mình tham gia hội chợ này khoảng 2 lần rồi. Mình làm cho nhãn hàng hiện nay là wedding. Vậy thì để tìm hiểu và có thể giải thích được cho khách hàng về những sản phẩm này, bạn phải tìm hiểu nó trong bao lâu nhỉ? Mình tìm hiểu trong vòng 2 ngày mình mới thể chia sẻ cùng mọi người . Như vậy là chỉ trong vòng 2 ngày bạn đã có thể tìm hiểu về tính năng của các sản phẩm này rồi đúng không nào? Không phải chỉ ăn mặc đẹp và đứng làm phông cho các sản phẩm, những VJ công nghệ này còn phải giới thiệu những ưu điểm của sản phẩm cho khách tham quan. Thậm chí, họ còn trở thành nhà tư vấn, hướng dẫn sử dụng những sản phẩm vừa mới có mặt tại thị trường Việt Nam. Thì trước khi tham gia hội chợ Expo thì bên công ty hỗ trợ cho tụi em 2 buổi training rất là kỹ về sản phẩm. Ngoài ra thì có một buổi rehearsal để tụi em lên booth đứng, cũng như là nhận sản phẩm trước của mình để mình có thể biết rõ hơn về sản phẩm. Và tụi em mất một khoảng thời gian thì ở nhà từ buổi training cho tới hôm nay thì em học về sản phẩm rất là kỹ. Vậy thì cho mình hỏi cái này nữa nha, hơi nhạy cảm chút xíu. Thì trong lúc mà làm VJ vậy đó, bạn có gặp những cái khó khăn nào không? Cũng có đôi lúc cũng gặp khó khăn. Chẳng hạn như là đứng mỏi chân quá. Bây giờ ngoài chuyện mỏi chân quá đi, lỡ như mà có khách hàng nam nào đó mà đến tán tỉnh bạn đi, vậy thì bạn phải làm thế nào nhỉ? Mình chỉ lo cho công việc mình thôi. Mình tiếp cận với khách hàng bằng những sản phẩm của mình, rồi sau đó mình mời các bạn lên tham gia trò chơi của mình không có gặp gì khó khăn đâu ạ. Luôn phải đứng đúng vị trí, đúng tư thế và chịu đựng mọi loại âm thanh từ các gian hàng khác, nhưng các VJ vẫn tươi cười, vui vẻ đón tiếp khách hàng và luôn phải nói chuyện với khách tham quan với công suất lớn nhất. Điều khó khăn nhất đó là ở đây có rất là nhiều gian hàng, cũng như rất là nhiều gian hàng thì đồng nghĩa với là rất là nhiều sự cạnh tranh, cũng như là tụi em có rất là ít thời gian cũng như điều kiện tiếp xúc với khách hàng, cũng như là truyền đạt lại cái thông tin của sản phẩm tụi em đang đại diện đến khách hàng để khách hàng có thể hiểu rõ và tiếp cận được gần hơn với lại sản phẩm. Đó là cái em nghĩ đó là điều khó khăn nhất ạ. Trẻ phát triển không chỉ công nghệ mà còn bao gồm cả thông tin. Khẩu hiệu của chúng tôi là thế giới phẳng là nơi không còn ranh giới. Tranh thủ giờ giải lao để ăn uống và trang điểm lại, sau đó lại tiếp tục với nụ cười thường trực trên môi. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế thì cũng lắm gian nan. Không phân biệt đâu là nông thôn, không phân biệt đâu là thành thị, bởi với tôi là thế giới phẳng. Hi, xin chào, em xin sắp đi on the mic trên TV, xin chào. Cái theo công việc VJ của mình thì mình muốn có lương khá cao hơn và đứng đỡ mỗi chân hơn, chẳng hạn như được nghỉ ngơi nhiều hơn. Hi, xin chào, em xin sắp đi on the mic trên TV, xin chào. Nếu như tôi có thể kết hợp công nghệ thông tin
và âm nhạc. Bạn cũng là ngày ngày tham gia ứng xem chương trình của chúng tôi, chương trình. Không biết hai thì sao chứ Thép đi tham quan một phần cũng vì các cô BG xinh đẹp đấy. Vì họ có cách trang điểm rất độc đáo, rất khác lạ so với các BG ở hội chợ khác. Và một khi chúng ta cần tư vấn cũng như lấy những thông tin về sản phẩm thì thật sự họ giải thích cho chúng ta rất dễ hiểu và rất giỏi. Wow, nghe bạn Tech nói vậy thì mình cũng muốn thử tài làm BG công nghệ một lần xem sao. Nào xem đi. Mang chi thức đến cho mọi người, mang niềm vui đến cho mọi nhà. Và tên chương trình đó là Thế Chơi Phẳng. Không phân biệt đâu là nông thôn, không phân biệt đâu là thành thị. Đối với tôi là Thế Chơi Phẳng. Không có ranh giới nào giữa các lĩnh vực, không có sự phân chia khi có công nghệ thông tin. Thế Chơi Phẳng. Nào hãy mở TV mau mau để được. Nếu các bạn muốn trở thành BG như hai thì hãy đến và tham quan thật nhiều hội chợ để xem các BG của chúng ta làm việc như thế nào nhé. Chỉ cho bạn cái thủ thuật trực tiếp liên quan đến máy tính và chương trình. Khám phá BG để tìm ra thông tin bổ ích kiến thức trí tại vương mình. Vừa học vừa chơi vừa được kiến thức được nhận quà. Vậy là hai gạch test rồi, đâu có gì gọi là khó tin đâu nè. Cũng giống như mỗi tuần các bạn của chúng ta ngồi trước màn ảnh nhỏ để xem chương trình Thế Giới Phẳng thôi. Và bây giờ thì Hai và Tết phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Nhưng mà các bạn hãy nhớ chuẩn bị hành trang để cùng khám phá những chuyên mục của chương trình Thế Giới Phẳng sẽ được giới thiệu ngay sau đây nhé. Bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lấy remote, bật TV, LCD, nào cùng xem TV. Để du hành đến Thế Giới Phẳng, thế giới riêng của IT. Không phân biệt trình độ cao thấp niềm đam mê IT. Không phân biệt là già hay trẻ, chuyên hay không chuyên IT. Tương tác tận hội tiếp cận trực tiếp công nghệ mới đang mang lại. Cho mọi người mang niềm vui đến cho mọi nhà và tên chương trình đó là Thế Chơi Phẳng. Không phân biệt đâu là nông thôn, không phân biệt đâu là thành thị. Bởi vì tôi là Thế Chơi Phẳng. Không có ranh giới nào giữa các lĩnh vực, không có sự phân chia khi có công nghệ thông tin. Thế Chơi Phẳng.